Hey, xin chào bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng xem các chú rùa đang có tại Vé Shop nha các bạn. Này, hôm nay là Tết Đoan Ngọ nên mình sẽ quay một cái clip khá đặc biệt, giới thiệu các chú rùa mới về luôn. Đây, về ra mắt các bạn, đây là bé xe khủng nha, common. Size tầm 23 cm nha các bạn. Về đồ nặng thì không thể nào nói được rồi, nó rất là nặng. Này, đồ khủng như các bạn đấy, bao dữ và bao táp luôn nha. Wow, thế cầm quay cho các bạn xem thì chắc là hơi khó. Wow, quá khá nặng nha các bạn. Này, rất là sung. Cái này là bao to luôn đó, dành cho mấy anh chị cô chú nào mà thích to, hoặc là mấy bạn nhỏ mà cũng ham to luôn, có điều kiện nha. Mai đen đẹp, mình sẽ đẩy ở ngoài trời cho các bạn xem rõ hơn. Đây, ánh sáng ngoài trời nè, nó lên vân rất là đẹp nha các bạn. To, cái đó là bé này là một trong những bé mà to nhất từ trước giờ mà sắp bán luôn. Đây. Wow. Ok, thì chúng ta sẽ vô trong xem kẹo rùa mới của anh Ú luôn nha các bạn. Và vô trong nhà thì tiếp theo vẫn giới thiệu các bạn một bé rùa Ali quen thuộc của shop nha. Bé này cũng size khá là khủng so với bé common nãy. Cái này của anh Ú nuôi, không có bán nha các bạn. Quay để các bạn tham khảo lúc nó lớn nó sẽ như thế nào thôi. Rất là ngầu nha. Bên dưới cũng vẫn còn một bé rùa cố gắng xe to nha. Bé này cũng của anh Ú nuôi luôn. Đây. Nhìn rất là ngầu nha. Rồi bên kia là cái kệ rùa chính đây. Chúng ta sẽ cùng xem các rùa ở đây thì sẽ chung là có bán đó nha các bạn. Hậu nhân của bé rùa bự bên kia là đây, rùa Ali. Bé này thì size tầm khoảng, mình sẽ đo thước cho các bạn xem luôn. Hết kích thước 15 rồi. Cái tầm 16-17 cm nha các bạn. Đấy. Rất đẹp nha, không tật lỗi gì luôn. Đấy. Nuôi gọi lên mình vẫn có thể xài được cái máy lọc mà nhỏ nha các bạn. Đây, mình đang xài. Cái bên thường gọi là cái rùa, cái chú rùa bản đồ nha. Mới về được 5 bé. Cái nào cũng đẹp xinh hết. Khả năng bơi của rùa bản đồ khá tốt nha, cái mực nước của nó sẽ khá cao hơn các rùa khác một xíu. Các bạn đi thấy, này có đá cho các bé nên phơi là ok, hoặc là cái máng leo, là phao nổi. Đặc điểm của rùa bản đồ nó có hai cái chấm ở trên dưới mắt nữa, giống như rùa bốn mắt của Việt Nam vậy đó nha các bạn. Này. Rất là đẹp khỏe nha. Đây chúng ta có một chú rùa common, mai cũng khá là đẹp nha các bạn. Mình sẽ bắt cái này cho các bạn xem kỹ hơn. Đây hai màu mai nha, hàng VIP tuyển, size tầm khoảng 12 cm nha các bạn. Xinh quá, vô cùng đẹp bé này nha. Tuy em nhỏ nhưng mà em có vỏ đó. Mình nào thích thì nhớ liên hệ sớm với shop nha các bạn. Nên nhìn mặt rất là ngầu, da láng vàng đẹp nha. Mai thì quá xá đẹp. Nên như vậy là comment là tại shop còn bé này, một bé to với một bé này, còn một bé nhỏ nữa.
chăm bữa giờ nó cũng đã lành rồi, sung lắm. Nó bị mẻ mà chỗ này nè, đang lành. Ngày nào giờ đấy về dưỡng thì có giảm giá cho bạn đó nha. Nuôi cũng lâu lắm rồi, ăn uống thì khỏe nha. Ok, tiếp theo chúng ta có một hồ rùa cộng đồng, khá là nhiều các bé rùa cũng xịn sò. Nhìn phớt là thấy có một bé bị lỗi đó. Ôi thật là đau lòng, con bé đông của tôi. Đây là bé đông nha các bạn. Chắc bây giờ nuôi chung mà quên trang hay sao, hay cho nó đói, cắn mất khúc đuôi con nhỏ rồi. Thành nghiệp không? Đấy. Đây bé này to như khoảng 6cm đó, mà còn bị ăn hiếp đó. Bạn nuôi cộng đồng thì nhớ chú ý là cho ăn nhiều nhiều xíu. Đó nó hay cắn đuôi nhau lắm. Đây là rùa bé tay nha các bạn. Đây. Bé tay thì chúng ta còn hai bé. Một bé đó với một bé cái này. Con bé tay size tầm khoảng 5cm nha. Đây. Bé đông thì còn một. Rùa bụng vàng chúng ta cũng còn một bé size tầm size 5 nha. Đấy. Rồi rùa bụng đỏ, bụng nó hơi hồng đỏ đỏ nè, mai nó cũng khá khác xíu, cũng size 5. Chúng ta cũng vẫn có một chú rùa ninja size 5 luôn nha các bạn. Rồi, nó trốn trong kẹt rồi. Này mặt hố lắm nha các bạn. Chúng ta sẽ tấp theo kiểu có cây cho nó leo lên cũng được, có đá leo lên cũng được nha, rất là tiện lợi. Đây. Ở dưới thì chúng ta có hai bé rùa quạ và rùa đá vàng mà size to. Này. Hai bé này cũng bị lỗ nhiều. Tại trước nuôi chung đông quá cái nó cắn đuôi nhau hết trơn rồi. Bé này là bị lỗi đuôi đằng sau nè, nhưng mà nay vẫn ăn uống khỏe, lớn đều đẹp. Bé kia bé rùa quạ. Ăn khá là đen, nó bị lõm nữa, hồi trước về cũng chữa dữ lắm. Hai bé này chắc cũng để nó chơi quá. Các bạn xem. Rùa đá và rùa cổ sọc chúng ta còn một mỗi thứ còn một bé nha, size khoảng 6-7cm. Đấy. 6,5 này các bạn. Mùa này dịch bệnh nhiều quá nên khó mà về được rồi. Đấy. Ta sẽ tham quan tiếp một hồ rùa VIP nữa. Hồ này là mới đây, mới làm lại. Là những rùa xịn xịn tầm 1-2 triệu trở lên nha các bạn. Đây, VIP nhất là cái bé rùa lưỡi dao kìa. Ôi, đẹp mộng mơ nha các bạn. Lưỡi dao mà mây vàng luôn nha. Lưỡi dao là dòng rùa nước sâu, nó thích bò dưới đáy lắm nha. Mây rất là sắc nét. Với lưỡi dao thì giá trên 2 triệu nha các bạn. Mình nào muốn biết chi tiết thì xin liên hệ Facebook hoặc Zalo. Còn bé kế bên là bé sao đêm nha, cũng một dòng những dòng rùa nước sâu luôn. Nên chúng ta lấy lưỡi dao ra đo có bao nhiêu cm, tầm 8cm nha các bạn. Này, nó bơi rất là lanh. Đây là bé sao đêm. Sao đêm thì tầm từ 8,5cm nha. Cũng mập ù luôn nè. Cũng là một trong những dòng rùa nước sâu, nên thả xuống các bạn thấy không? Nó bơi là. Đây, còn đây là rùa common mớt nha các bạn. Cũng hao hao giống lưỡi dao. Cũng ngầu. Size của bé này tầm
9,5 cm. Anh nào nuôi cũng lâu lắm rồi. Bé này là bé mất phương Đông. Còn nhỏ bị lỗi mai chày nè. Bây giờ nuôi cũng từ từ cũng đầy lại. Vẫn đẹp. Đấy. Cũng là một trong những ruộng nước sâu luôn các bạn. Size cũng tầm khoảng 7 ý ta, cũng 8 cm á. Hồi này toàn là ruộng 1 triệu mấy đến 2 triệu trở lên nha. Ta sẽ đến một ruộng cũng là tương đối là nước sâu sâu mà giá tầm trung thôi. Cũng có hai bé xịn sò. Là ruộng Tây Phi với mua bảo hiểm nha các bạn. Đây, bé này bé mua bảo hiểm nè. Cũng thấy cưng lắm. Nguy hiểm thì cái yếm nó không đóng lại được nha, nó cứng cố định. Nguy hiểm mà may sáng vàng luôn nha. Cái này thì size 6 cm, cũng chịu mấy trở lên. Rồi anh em dòng họ nó nữa, bùng Tây Phi, cũng nguồn nước sâu. Kiếm thì đóng mở được đó, mà mập quá đóng đâu nổi. Ô nu cũng 8 cm nha các bạn, chừng mấy trở lên. Này có hai bé gù bình dân rẻ là gù công nè, cái công size to. Nếu là các bạn sẽ được xem gù công size baby, nhìn nó sẽ đẹp sắc sảo hơn. Mà gù công size to thì phải chịu thôi, nhìn nó cũng hay hay. Chúng ta cũng có một gù bán đồ nữa. Bản đồ vẫn nuôi cộng đồng chung với mấy ruộng nước sâu được nha, tại khả năng bơi của nó khá tốt. Nên chỉ cần có một cái cục đá máng leo này nào. Bé này thì to hơn mấy bé kia. Mai thì không được đẹp bằng thôi, nên cũng đồng giá. Bạn nào thích bé nào thì cứ liên hệ đặt nha. Đấy. Đây là xong vàng mấy cái hồ khá là vít vít. Đã đến với mấy hồ mà là bình dân, chị đi bán cho mấy bạn đây. Hôm qua chị về được mấy bé rùa cổ sọc size baby, rùa đá size baby nha. Đấy. Lần này thì cổ sọc nó to, size baby mà nó to hơn mấy cái rùa kia, thì tầm khoảng 3,5 cm nha. Nó chỉ tính mai. Đấy. Rất là đẹp nha. Đây nữa. Bé này thì cũng tầm 3 cm thôi. Có bé nhỏ xíu 2 cm luôn. Đó. Baby mà. Hai loại này là rẻ bình dân nè. Cho mấy bạn học sinh tiểu học chơi cũng được nữa. Nuôi từ từ cũng lớn khỏe thôi. Đây là một cái hộp mà toàn những ruộng baby luôn. Như nãy mình có nói. Để mình quay rõ hơn cho các bạn xem từ từ nha. Các bạn xem clip thấy hay nhớ đăng ký subscribe cho kênh YouTube của Best Show nha các bạn. Chúng ta tạm khép phần 1 tại đây. Các bạn hãy đón xem phần 2 tiếp theo nhé.